Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thần. Hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Trường thứ 23 Điềm báo hồi 1 Những ký ức thủa xưa Bông lật qua tâm trí cầm trung tố Giữa bóng đêm mịt mờ Một người đàn ông tóc hoa dâm Đang vội va sắp xếp hành lý Ông ta cầm vali lên rồi mở cửa Thầy thiêu niên trẻ tuổi nhìn mình Ông ta liền đưa tay xoa đầu cậu Mọi chuyện đã thay đổi rồi Cha À không Chúng ta phải làm hết sức mình để khiến mọi chuyện trở lại như cũ Hài, giờ đây con đã là chủ nhân của gia tộc này rồi Hãy chăm sóc mẹ con thật tốt hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia với ánh mắt đẫm lệ khuôn mặt ấy đã trở nên nhạt nhòa trong tâm trí hắn hắn chỉ còn nhớ người đàn ông kia đã cúi người xuống rồi nói nếu cha không thể trở về con hãy quên đi tất cả những ký ức về cha và hay sống cuộc đời của một con người bình thường. Khi những lời nói ấy vang lên, nước mặt hắn cũng không kìm được mà chảy xuống. Người đàn ông tóc hoa dâm nói với giọng buồn bã. Nếu cha biết trước rằng chuyện sẽ xảy ra, cha đã truyền lại tất cả mọi thứ cho con. Mà không, như thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Đây đã là kết thúc rồi. chưa khi rơi vào nguy hiểm, con đừng bao giờ cho người khác biết được những gì mình đã học được Nếu cha không quay lại Thì con hãy quên đi Tạm biệt Con trai của cha Bàn tay người nọ Lại dịu dàng đặt lên đầu hắn Kèm theo đó là một luồng năng lượng ấm áp Thế rồi những ký ức dần phai nhạt đi Cảm trung tố nhìn thiên như vân Không kìm nổi cảm xúc Rồi cuộc thân phận của người này là gì Đã 27 năm trôi qua Trải với nỗi sợ của hắn Không một ai nhận ra được thứ võ thuật mà hắn sử dụng Dường như võ thuật ấy Đã bị xóa khỏi tâm trí của tất cả mọi người Hắn không biết phải làm gì nữa Hắn không ngờ rằng Thứ ở Bắc Kinh Lại được tìm thấy ở Thẩm Dương Một nơi gần biên giới của đất nước Mình có nên chạy đi không? Ý kiến đó quả thực không tồi Nhưng hắn không thể làm được điều đó những quả bom nano kia vẫn nằm trong cơ thể hắn Dù không có những quả bom ấy Thì tên quái vật này Vẫn có thể bắt được hắn lại Cầm trung tố cắn môi Không còn một lựa chọn nào khác Hắn phải liều mạng Mở đường chạy thoát Cầm trung tố đô xe lại Hắn mở miệng hỏi mà không quay đầu Ngài rốt cuộc là ai Hắn đã nhận ra võ thuật kia Đây có thể là kẻ thù hoặc đồng minh. Cẩm trung tố đang cố gắng phân tích tình hình thật nhanh. Hắn sợ rằng mình sẽ không thể xoay sở kịp nếu có vấn đề bất chắc. Hắn vẫn còn một niềm hy vọng duy nhất vì những gì Thiên Như Vân từng nói. Dù đã bao năm trôi qua, trong vò lầm không còn ai nhắc đến ba chữ Thiên Ma Lệnh nữa. Người ngoài thường gọi đó là tập đoàn Hắc Thiên hay Ma Giáo. Chỉ có những thành viên chân chính mới dùng cái tên Thiên Ma Lệnh. Trong khi hắn lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu Thiên như Vân bông nói Ra ngoài đi Hắn bối rối trước mệnh lệnh ấy của Thiên Niêu Vân Nước bản thân hắn Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác Thiên Niêu Vân bước ra khỏi xe Rồi đứng trước mũi xe AV Cầm Trung Tố cũng đi theo Và đứng trước mặt hắn Tuy vậy Cầm Trung Tố vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Niêu Vân Bỗng nhiên Thiên Niêu Vân lên tiếng những chiều thức mà ngươi biết Hãy thể hiện chúng đi Hà Làm đi Đừng bắt ta phải nói đến lần thứ hai Cẩm chúng tôi như mày trước lời đề nghị bất ngờ ấy Tuy xung quanh Chỉ có một vài bóng người lác đác Xe cộ đi qua cũng không nhiều Nhưng hắn vẫn khó Mà dùng được những kiếm chiều ấy Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì Cẩm trung tố không thể đoán nổi Sau một hồi do dự Hắn cũng quyết định làm theo lời thiên Điêu vân hắn lùi lại một bước rồi đã một phát vào không trung thể hiện những gì mà mình đã học được hàng loạt những quyền cước xuất hiện tốc độ nhanh và dứt khoát cẩm trung tố vẫn âm thầm tự hào về những chiêu thức này dù không thể sử dụng trước mắt người khác nhưng hắn vẫn thường xuyên tập luyện chúng sau khi cẩm trung tố đánh vài chiêu thiên địa vân bông cất giọng nói đúng là một mớ hỗn loạn nói xong thiên Điều vân lắc đầu vẻ mặt thất vọng cẩm trung tố không khỏi nhíu mày hắn hỏi lại ngài nói gì cơ dường như tên quái nhân này đã nhận ra những chiêu thức ấy nhưng chính bản thân thiên Điều vân cũng không làm được kia mà sao lại dám chê bai cẩm trung tố chứ thiên Điều vân nói ta không biết người học được những chiêu thức đó từ đâu nhưng cách tấn công sao lại đổi khác đến như thế ngoài ra ngươi còn thiếu hai chiêu thức khác nữa ờ à, hả cầm trung tố ngạc nhiên thực chất hắn đã học những chiêu thức ấy từ khi còn rất nhỏ khi hắn mới chỉ 4 hay 5 tuổi bản thân hắn cũng không rõ liệu mình có làm đúng hay không hắn biết mình có thể đã làm sai thế nhưng mà khi thiên nhi vân nhắc đến hai chiêu thức hắn bỗng thấy kinh ngạc Sao ngài biết Bông nhìn thiên nhiên thiên nhiệm vân Trộm lấy cổ tay hắn Trong khi cầm trung tố còn chưa kịp phản ứng Một nguồn năng lượng mạnh mẽ Đã thâm nhập vào cơ thể hắn Cầm trung tố khẽ kêu lên Để hạt biết Nếu mình có cố gắng chống lại nguồn năng lượng này Thì sẽ bị nội thương Rốt cuộc hắn chỉ đành đứng ngẩn người Lực bất tòng tâm Thiên Điều Vân sau khi dùng nội lực Kiểm tra thân thể hắn thì nói Sao người không học thuần tâm thuật không nếu người học thuật pháp ấy ngay từ đầu thì đã tốt cầm trung tố ngần người hắn không ngờ lại có kẻ biết đến thứ đó vốn dĩ thuần cước và thuần tâm thuật là hai bộ võ thuật gắn liền với nhau người chỉ khiến bộ cước pháp ấy tệ đi mà thôi nếu cầm trung tố được học cả hai võ thuật ấy thì hắn có thể dùng hai thứ song song với nhau củng cố sức mạnh lẫn nhau. Thế nhưng, vì hắn không biết thuần tâm thuật đến võ thuật của hắn không thể tiến triển thêm được. Cẩm Trung Tố run giọng hỏi: "Ngài rốt cuộc là ai? Sao ngài có thể?" Hắn không thể hiểu nổi, hắn vốn là người thừa kế, là người đứng đầu gia tộc này, ấy vậy mà một kẻ ngoài cuộc lại còn biết nhiều hơn hắn. Lúc này, Cẩm Trung Tố cảm thấy vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Nhờ con Nano Thiên Di Vân đã học được phần lớn những bí thuật trong võ khố Ma giáo quan. Cũng chính vì vậy mà hắn nhớ được hầu hết những chiêu võ mà các gia tộc trong Ma giáo sử dụng. Với lượng kiến thức ấy, chi nào Thiên Di Vân chẳng khác nào một cuốn từ điển về võ thuật. Ngoài ra, còn có một lý do khiến Thiên Di Vân nhớ rõ thuật võ ấy. Bạch Kỳ. Đây chính là thuật võ mà Bạch Kỳ sử dụng hắn là một trong số lục kiếm người đã tin phục thiên như vân từ trước khi hắn trở thành giáo chủ vậy nên thiên như vân đã từng chứng kiến hắn sử dụng thuật võ này nhiều lần chính vì vậy khi thấy cẩm trung tố dùng những chiêu thức ấy thiên như vân ngay lập tức nhận ra rằng hắn chính là hậu duệ của bạch kỳ nếu bạch kỳ chứng kiến cảnh này chắc hẳn hắn sẽ tức giận lắm bạch kỳ là một người khá cầu toàn luôn luôn chăm chỉ luyện võ đối với hắn thuật võ của cẩm trung tố chẳng khác nào một mớ rác rưởi có lẽ cẩm trung tố đã không được dạy võ một cách bài bản ngài là ai chả lẽ ngài biết cha tôi sao thiên như vân không trả lời mà hỏi ngược lại ngươi là hậu duệ của thuẫn các tông sao trong tâm trí cẩm trung tố lúc này hiện lên hàng loạt câu hỏi nếu thiên như vân đã hỏi như vậy thì có nghĩa là hắn cũng là người của thiên ma lệnh cẩm trung tố run giọng hỏi ngài ngài quả thật là tiền bối thuộc của ma giáo ư giọng hắn lúc này đã hoàn toàn khác so với trước khi mới nghe thiên như vân nhắc đến ba chữ thiên ma lệnh hắn còn cảm thấy hoang mang bối rối thậm chí hắn còn cho rằng thiên như vân cố tình dùng đến tên gọi ấy để lừa gạt mình trả lời ta trước đi Thầy Thiên Niệm Vân không phủ nhận Cầm Trung Tố liền chắp hai tay lại Cầm Trung Tố Thuẫn Các Tông Xin chào tiền bối Thế nhưng hắn vừa dứt lời Thì Thiên Niệm Vân bóng tùm lấy cổ hắn Thế rồi Thiên Niệm Vân nói Người còn định lừa ta đến lúc nào Nếu những gì người nói là sự thật Thì chắc chắn người Không phải là người của giáo phái Nói xong Hắn lại dùng lực mạnh hơn nữa mà bóc cổ cầm trung tố Cầm trung tố trợn tròn mắt Hắn bấp máy môi Nói ngắt quãng tịt Ti Tiền bôi Tôi tôi chỉ cố kiểm tra Xem ngài có phải là Người của giáo phái hay không thôi Tôi Tôi tôi, tôi xin lỗi Thầy hắn nói vậy Thiên Như Vân liền nới lỏng tay Tuy cổ vẫn còn cảm giác khó chịu Nhưng cầm trung tố Vẫn cố cúi mình xuống Hắn hò mấy tiếng rồi nói Bạch Trung Tố Thuộc Thuẫn Các Tông Thiên Ba Lệnh Xin chào tiền bối Đúng vậy Thực chất tên họ của hắn không phải là Cẩm Mà là Bạch Cẩm Trung Tố hoặc Bạch Trung Tố cho rằng Nếu Thiên Niệm Vân quả thực Là người của giáo phái Thì chắc hẳn hắn sẽ nhận ra Cái tên đó là giả Và sẽ phản ứng lại Nhưng nếu, nếu hắn điềm nhiên nhận lấy lời chào ấy Thì hắn sẽ là kẻ thù Giờ đây khi đàn nhận ra người đàn ông trước mắt này quả thực là người của thiên ma lệnh bạch trung tố không kìm nổi nước mắt tôi quả thực rất vui vì gặp được một bậc tiền bối của giáo phái thầy trung tố rơi nước mắt thiên Điều vân bỗng mỉm cười khi nghe tin tập đoàn hắc thiên bị phá sản lại không có bất cứ dấu vết nào của thiên ma lệnh hắn vốn còn cảm thấy lo lắng ấy vậy mà hắn lại bất ngờ tìm được hậu duệ của Bạch Kỳ, một trong những thuộc hạ thân cận của hắn. Hậu duệ của Bạch Kỳ, thật tốt. Từ lúc rơi vào chục thời gian mới đến giờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy vui mừng. Sao hậu duệ của thuẫn Cát tông của thiên ma lệnh lại làm việc cho nhà nước được? Thiên Niệm Vân không thích cây danh công chức ấy của Bạch Trung Tố. Hơn nữa, hắn lại còn là gián điểm của cảnh sát trong tập đoàn lớn À, ngài ấy cô biết điều đó. Biểu cảm của Bạch Trung Tố bỗng chầm xuống. Hắn vốn cho rằng chỉ mình bị nghi ngờ, thật không ngờ Doãn Văn Bình đã biết thân phận thật của hắn. Chắc hẳn là ông ta đã nói cho Thiên Như Vân biết. Thì tôi gặp phải vài chuyện. Gặp chuyện. Giọng Thiên Như Vân đã ẩn vẻ giận dữ, dường như hậu duệ trước mắt hắn đã gặp phải rắc rối nào đó. Nên mới phải trở thành gián điệp Thiên Nhiều Vân đang định hỏi thêm Thì Bạch Trung Tố bỗng nói Tiền bối Trước đó thì tôi hỏi ngài vài câu được không Trung Tố cũng cảm thấy rất hiếu kỳ Nếu Thiên Niêm Vân biết rõ thuật võ của hắn đến thế Thì chắc hẳn người này Phải có liên quan gì đến cha hắn Hoặc sở hữu chức vị cao hơn trong thiên ma lệnh Ta cho phép người hỏi Nghe vậy Bạch Trung Tố liền nói Cảm ơn ngài Thực ra tôi muốn xin lỗi vì cứ gọi ngài là tiền bối Vậy nên tôi muốn hỏi tên và chức vị của ngài Trong tập đoàn Hắc Thiên Khi tập đoàn còn chưa sụp đổ Hàn Vân thắc mắc Không biết thân phận của Thiên Như Vân là gì Tuy khi đó còn nhỏ Nhưng chúng tố Vẫn nhớ tên một vài người đồng nghiệp của cha hắn Vì không nhớ mặt những người ấy Nên hắn muốn biết tên của Thiên Như Vân Biết đâu đó hắn sẽ nhớ ra Thế nhưng Thiên Như Vân không trả lời Chiếc vòng màu đen trên cổ tay hắn Bông thay đổi hình dạng Thành một thanh kiếm đen Bạch Trung Tố trợn tròn mắt kinh ngạc Khi thấy thanh kiếm ấy xuất hiện Với hào quang trói lọi Hắn lầm bẩm vẻ khó tin Đây là Thiên ma kiếm Bạch Trung Tố bông dùng mình Hắn quỳ gục xuống đất Vừa khóc vừa nói Bạch Trung Tố xin kính chào Thiên ma đương nhiệm Của thiên ma lạnh hết chương 23, chúng ta cùng nghe tiếp chương 24. Năm tuổi, ở cái độ tuổi đó, người ta khó mà nhớ được hết những ký ức của mình. Hầu như vậy, khi đã đến độ tuổi 30, những gương mặt thời tuổi nhỏ và hầu hết kỷ niệm đều sẽ phai mở dần theo năm tháng, tuy nhiên, chắc chắn sẽ có những người mà cả đời ta không thể quên được. Thiên Ma lệnh vốn lừng danh vì bề dày lịch sử oai hùng, đến nay vẫn còn một số huyền thoại được lưu giữ Khi Bạch Trung Tốt còn nhỏ Mỗi đêm Hắn thường ngủ thiếp đi Theo những lời kể của cha Và đến tận bây giờ Hắn vẫn còn lang máng Nhớ được những câu chuyện đó Khi chủ nhân của thiên ma kiếm Ngàn năm xuất hiện Ánh hào quang của thiên ma lệnh Sẽ làm bừng sáng cả bầu trời Những câu chuyện cổ tích được nghe trước giờ đi ngủ Đều có những tình tiết như vậy cũng giống như một đứa trẻ tin vào sự tồn tại của ông già Noel Đã có một thời gian Bạch Trung Tố tin vào sự xuất hiện của người đàn ông Sở hữu thiên ma kiếm này Một huyền thoại Cầm Trung Tố đã từng nghĩ như vậy Thế nhưng tuổi tác đã làm thay đổi cái nhìn của con người Hắn đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu hình tượng huyền thoại trong tâm trí hắn sụp đổ Cũng giống như sự tan giã của tập đoàn Hắc Thiên Khiến hắn phải lưu lạc không biết bao nhiêu năm vì lý do này Hắn không còn tỏ ra kích động như xưa nữa Thật không ngờ Mình được tận mắt chứng kiến thiên ma kiếm Hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy Khoe mắt hắn rưng rưng dòng nước mắt Đối với Bạch Trung Tố mà nói Sự hiện diện của thiên ma Chẳng khác nào một vị thần trong lòng hắn Trên đường đi từ vùng ngoại ô hoang vắng Đi về phía bắc thành phố Thẩm Dương Bạch Trung Tố đã kể lại cho Thiên Như Vân toàn bộ những gì hắn biết cha của tôi chủ tịch tập đoàn đã bỏ mặc hai mẹ con và lưu lạc ngoài đời trong suốt nhiều năm khi đó đối với một đứa trẻ việc người cha không quay trở lại chẳng khác nào trời sụp chưa đầy một tuần sau đó hai mẹ con họ đã phải lên đường rời bắc kinh hồi đó tôi còn quá nhỏ không nhớ được điều gì nhưng có một thứ mà tôi chắc chắn không thể quên được cả người bị theo dõi nghe thiên như vân nói vậy bạch trung tố gật đầu hai mẹ con bạch trung tố phải sống một cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó trong suốt năm năm kể từ khi cha hắn bỏ đi thậm chí có những lần hai mẹ con mới ổn định được hai ba ngày đã phải tiếp tục lên đường chạy trốn và cuối cùng chúng tôi tới thẩm dương khu vực này có chung biên giới với hàn quốc đồng thời lại nằm xa vùng trung tâm của Trung Hoa nhất. Mặc dù đây là nơi đóng quân của lực lượng an ninh và các hiệp hội võ lâm, nhưng ở đây vẫn tốt hơn ở vùng trung tâm ngàn lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình tôi được ổn định. Cuộc sống của gia đình Bạch Trung Tố mới chỉ bắt đầu ổn định trong vòng 5 năm trở lại đây. Khi đó, gia đình tôi đón thêm dưỡng. Hẳn đó là người đang dạy ngươi loại võ công đó. Thứ võ công mà Thiên Như Vân vừa nhắc tới chính là các chiêu thức mà ban đầu Bạch Trung Tố sử dụng. Loại võ công mà Thiên Như Vân chưa từng gặp qua. Một chiêu võ mà trực diện đánh vào mặt đối thủ một cách tàn bạo. So với những chiêu võ khác thì chiêu võ này có phần bạo lực hơn. Hẳn là của ta phái. Nghe thấy Thiên Như Vân nói vậy, Bạch Trung Tố tạc lưỡi. Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã thấy rõ thiên như vân là kẻ thông minh hơn người ông ấy là một trong số những giám đốc của tập đoàn hắc lang một trong bốn tổ chức lớn của tà phái ở thẩm dương cha dượng của tôi cũng khá nổi tiếng trong giới tà phái bà trung tố nghĩ lại hồi đó hắn cũng khá may mắn bởi hắn đã chót lọt tránh được sự giòm ngó của người ngoài và cũng vì mẹ hắn đã gặp được cha dượng khi ấy hắn bất đắc dĩ phải giao thiệp với những người của giáo phái khác cuối cùng cha dượng hắn động lòng và quyết định lập gia đình với mẹ hắn ban đầu ông ấy chỉ là người cho chúng tôi trú tạm qua ngày nhưng dần dà tình cảm giữa hai người ngày một sâu đậm mẹ tôi quyết định làm đám cưới với ông ấy ông là một người tốt trong bát bạch trung tố cha dượng hắn là một người tốt bởi ông ta tin tưởng mẹ hắn người mà cả xã hội không ai ngó ngàng có lẽ là bởi lý do này có lẽ là bởi xã hội này nên mẹ hắn mới luôn phải tìm cách trốn chạy ông ấy muốn nhận tôi làm con và đã hỏi xin ý kiến mẹ tôi ông cũng nói rằng bản thân không hề có ý định lấy đi ký ức về người cha đẻ của tôi vậy đấy chúng tôi đã thành một gia đình như thế vì bạch trung tố đến từ một thế giới hoàn toàn khác biệt so với tà phái. Cha dượng của hắn buộc phải tìm cách loại bỏ thân phận cũ của Bạch Trung Tố và mẹ hắn. Ông giới thiệu cho bà một nghệ nhân làm mặt nạn nổi tiếng. Bởi bà từ chối làm phẫu thuật trình hình. Cũng nhờ vào đó, Bạch Trung Tố biết đến sự tồn tại của những nghệ nhân làm mặt nạ. Bạch Trung Tố tiếp tục nói. Và sau 15 năm hỗn loạn đó, cuối cùng mẹ và tôi cũng tìm được bình yên. Thế nhưng Điều đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu Cha dưỡng của Bạch Trung Tố Bị giết trong một cuộc chiến Với một tổ chức khác Thuộc tà phái Bằng nhóm hòa đầu Cùng mạnh đã có luật lệ bất thành văn Giữa các tổ chức trong tà phái Người nhà nạn nhân Không bị liên lụy vào vụ việc Nhưng dù vậy Việc mất đi một thành viên trong gia đình Vẫn là một cú sốc lớn Đối với hai mẹ con Bạch Trung Tố Hòa đầu thì Niu Vân vừa nghĩ Vừa đưa tay vốt cầm Kể từ ngày hôm đó trở đi Tôi phải quần quật làm việc Để trang trải cuộc sống Kể từ đó trở đi Bà Trung Tố phải sống một cuộc đời trốn chạy Là con của một nhân vật Có tiếng trong tà phái Hắn dần dần dấn thân vào mảng tối này Của thế giới Giờ hắn chỉ còn biết đến trộm cướp Khi đó tôi quả thực Không có ý định làm như vậy Lý do mà hắn xa ngã vào con đường này Lý do mà hắn đã đột nhập vào nhà Một quan chức cấp cao Của đội an ninh công cộng chính là Mẹ không kể cho tôi Bất cứ thứ gì về cha Hay bất kỳ một người nào Của tập đoàn Hắc Thiên Tính đến năm hắn tròn 20 Hắn đã gây nên không biết Bao nhiêu xích mích với mẹ mình Vì chuyện này Tuy nhiên thời gian qua đi Hắn nhận ra rằng bản thân không thể nói Bất cứ thứ gì liên quan đến thiên ma lệnh trước mặt bà. Cuối cùng, tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng Hắc Thiên đã sụp đổ. Bạch Trung Tố đã từng tin rằng an ninh công cộng có liên quan đến sự sụp đổ của tập đoàn Hắc Thiên. Chính vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm địa chỉ nơi ở của các sĩ quan thuộc đội an ninh công cộng. Điều tôi chỉ là một thằng hèn, không cha mẹ, và tôi cần có tiền. Bạch Trung Tố bắt đầu đột nhập vào nhà và trộm tiền của một sĩ quan công an đồng thời tận dụng cơ hội này để tìm một số thông tin về cha mình lần đầu tiên hắn còn gặp một chút khó khăn nhưng hắn đã dần quen với công việc này ở những lần tiếp theo bà trung tố dường như rất thành thục trong việc này cho đến một ngày hắn bị bắt tôi đang ngu xuẩn như vậy đấy tôi không ngờ được rằng bọn họ sẽ truy lùng mẹ tôi sau khi đã bắt được tôi vừa nói Bạch Trung Tố vừa siết chặt bàn tay trên vô lăng Khỏe mắt hắn ưa ra một giọt lệ Thì ra là vậy Thiên Như Vân nghĩ thầm Và cũng kể từ đó Bạch Trung Tố trở thành một gián điệp cho đội an ninh công cộng Và trà trộn vào tập đoàn đồ chơi lục đạo Nên không phải vì mẹ hắn bị bắt làm con tin Hắn sẽ không đời nào hợp tác với đám cảnh sát Suy cho cùng Mọi thứ vẫn vậy Thiên Như Vân lắc đầu nghĩ Ngay cả đội an ninh công cộng được coi là lực lượng vũ trang của chính phủ ở thời đại này cũng không từ mọi thủ đoạn bẩn thỉu lúc này bạch trung tố dường như không chịu đựng được nữa hắn nói ngài hiện giờ là thiên ma tôi biết bản thân thật hèn hạ và kém cỏi khi nói điều này nhưng tôi thật sự không đủ khả năng để cứu mẹ mình đó là lý do vì sao tôi bị đẩy vào tình huống nhục nhã này nhưng mẹ tôi quả thực là người của giáo phái Bạch Trung Tố phải tận dụng mọi cách để cứu mẹ mình, ngay cả khi đó chỉ là một cơ hội nhỏ. Bản thân hắn cũng ý thức được rằng, việc cầu xin người khác cứu mẹ mình ra khỏi cục an ninh công cộng là một việc rất phiền phức. Nhưng trước sau gì, hắn tin rằng thiên ma sẽ là người hắn có thể nhờ cậy được. Thiên ma đương thời. Nói đúng hơn thì, thiên điều vân là nhị thế thiên ma mới phải bạch trung tố không hề biết chuyện này và bản thân thiên như vân cũng không có ý định nói cho hắn ta biết đây không phải là khoảng thời gian phù hợp để nói ra sự thật động trời như vậy mẹ tôi biết nhiều về giáo phái nhiều hơn tôi nếu ngài rộng lòng giúp đỡ bà ấy chắc chắn sẽ có ích đủ rồi à, dạ bị thiên như vân cắt ngang sang mặt của bạch trung tố bỗng đen lại nếu thiên ma không giúp đỡ hắn thì chẳng ai có thể cứu được mẹ hắn ra Đúng lúc đó Thiên Như Vân nói Người liên hệ với bọn họ như thế nào À dạ gương mặt vừa tràn đầy thất vọng Đã lập tức sáng lên Bà Trung Tố hiểu Thiên Như Vân Đang ám chỉ điều gì Ngài thật sự sẽ giúp tôi sao Đừng để ta nhắc lại hai lần Ngài ấy thật độ lượng Bà Trung Tố nghĩ thầm Một lần nữa Ánh mắt hắn đấm lệ Kể từ khi cha dưỡng hắn mất Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Hắn cảm thấy có thể tin tưởng ai đó Cảm giác được che chở ấy Khiến hắn cảm động không thôi Thiên Điều Vân tặc lưỡi và nói Người đâu phải con nít nữa đâu Ngừng khóc lóc đi Rõ à, Gió thưa ngài Bạch Trung Tốt đáp lại với giọng chắc nịch Đoàn quay vô lang kẹo hoàn về bên trái Thấy chiếc xe đột ngột bị quay đầu Thiền địa vận bối rối nhìn ra gương chiếu hậu, đúng lúc đó, Bạch Trung Tố cười nói: "Không phải ngài cần phải đến một nơi nữa sao?" thì địa vận ngắm nhìn bản thân một lượt, mái tóc dài ngang lưng chính là điểm đặc biệt của hắn. Cơ thể mái tóc làn ra là do cha mẹ ban tặng, vì vậy, việc bảo vệ chúng là bổn phận đầu tiên của người làm con. Từ khi còn nhỏ, Thiên Nhiêu Vân đã được giáo dục như vậy Vì thế Ở thời của Thiên Nhiêu Vân Việc cắt đi mái tóc Thể hiện sự vô lễ với đấng sinh thành Mặc dù như vậy Ở một thời đại khác Hắn buộc phải thay đổi Tạ Vân không quen được với điều này Hắn như mày nghi ngợi Vân cảm thấy diện mạo mới của mình Có phần kỳ lạ Do quá tập trung vào khối lượng thông tin khổng lồ Của thời đại mới được truyền vào não bộ Thiên Điều Vân không hề nhận ra rằng mái tóc dài của hắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người và không chỉ có vậy thiên nhiên vân nhìn quanh với ánh mắt khó chịu từ người tạo mốc tóc cho đến những vị khách trong tiệm đang nhau mắt nhìn hắn thiên nhiên vân hồ nghi rằng thông tin hắn nhận được từ nano là không chính xác chà xem kìa cả đời hắn nuôi tóc mới được dài vậy đấy không phải là rất tuyệt sao tôi đoán anh ta là nghệ sĩ nhạc dốc đấy à không nhìn lại thì cũng không phải vậy diện mạo này cũng chẳng giống người đến từ tập đoàn lớn à xem làn da trắng trẻo đó đi anh ta đích thị là gu của tôi đấy này không phải cô có bạn trai rồi sao Thì như vân nghe được rất nhiều lời bàn tán của mọi người về hắn tuy nhiên hắn đã sớm nhận ra vì sao bọn họ lại làm như vậy Mặc dù đôi mắt sắc bén khiến hắn trông có vẻ khó gần, điền vóc dáng cao giáo, cùng gương mặt dễ nhìn vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn tiến lại gần Bạch Trung Tố, người đang đứng đợi hắn. Mọi chuyện là xong cả rồi, tôi đã lo xong chi phí. Nói rồi, Bạch Trung Tố nhìn Thiên Điêu Vân, nhìn vào ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu của hắn. Thiên Điêu Vân không hề muốn cắt tóc. Điều này khiến Bạch Trung Tố nghi bụng. Ngài ấy không thích sao Thế rồi khoe môi hắn khẽ nhếch lên Chiếc xe AV xám lại tiếp tục lên đường Có điều lần này có một sự đổi khác Thiên Như Vân đã thay đổi kiểu tóc của mình Cùng với đó là một bộ vét đen Giày và áo măng tô dài châm gối Khiến hắn trông chẳng khác nào Một nghệ sĩ đình đám trong giới giải trí Về vẻ ngoài lịch lãm này Hắn cực kỳ thích hợp với cái vai tổng tài ba đạo trẻ tuổi. Mặc dù ban đầu hắn còn cảm thấy khó chịu, nhưng đã sớm cảm thấy quen với điều này. Lúc trước, nhân tiền ở cửa hàng, bọn họ đã mua thêm vài bộ đồ dự phòng, nên hiện giờ không có gì phải lo nữa. Bên cạnh đó, bộ cổ phùng cũng được gấp gọn gàng và bỏ vào trong túi. Để phòng sau này, hắn trở về thời đại của mình sẽ có đồ để mặc. Côi trên ghế lái, Bạch Trung Tố quay số gọi điện cho nghệ nhân làm mặt nạ mà hắn quen. Để đã liên lạc mấy lần, người kia vẫn không bắt máy. Bạch Trung Tố bắt đầu cảm thấy lo lắng. Do người kia là người của tà phái, đến từ một thế giới khác. Nếu Bạch Trung Tố không liên hệ trước, hắn sẽ không có quyền gặp được họ. Là thật, đang nghe ra bây giờ phải gọi được rồi chứ? Có chuyện gì sao? Thiên như Vân hỏi lại. Ờ... À, có vẻ như ông ấy không ở đây Vậy sao Hay là chúng ta cứ tới đó đi ạ à? Trước lời gợi ý của bà Trung Tố Thiên Như Vân lắc đầu Hắn quả thực cần loại mặt nạ tốt nhất Nhưng cũng không gấp gáp đến vậy Mặt khác Thiên Như Vân còn điều cần giải quyết trước Ở đây có khu luyện võ gì hay không Dạ Khu luyện võ à Người công học võ Hẳn phải có khu tập luyện chứ À dạ Bạch Trung Tố ổ lên một tiếng Rồi lục tìm chi nước của mình Ngôi nhà đầu tiên mà hắn ở Mặc dù cha dưỡng của Bạch Trung Tố Là người của tà phái Ông ta cũng đồng thời là một võ sư Nên trong nhà có thiết kế khu luyện tập Thế nhưng có một vấn đề Ở nhà cũ của tôi có Như khả năng cao Người của sở đã cài đặt hệ thống CCTV Và các thiết bị ghi hình khác ở đó rồi Bạch Trung tôi nghi ngờ rằng sau khi mẹ hắn bị bắt đi, sở cảnh sát đã cho người gắn các thiết bị này ở trong nhà hắn. Sau khi trà trộn vào tập đoàn Lục Đạo để thực hiện mật vụ, tôi đã ở lại cơ sở ẩn náu của bọn chúng một thời gian. cùng đàn lầu không về thăm nơi này. Ừ, vậy sao? Vậy thì tới đó luôn. Dạ. Tới nhà của ngươi ấy. À, dạ vâng ạ. Bà Trung Tố cảm thấy hoài nghi Về mệnh lệnh của Thiên Điêu Vân Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng làm theo Hắn tưởng rằng Hắn có thể tới sở an ninh công cộng Ngay lập tức để cứu mẹ mình Nhưng trong thời điểm thế này Bà Trung Tố cho rằng tốt hơn hết Là hắn nên giữ im lặng Và không cản nhàn với thiên ma Một giờ sau đó Chiếc xe đã tới nhà của bà Trung Tố Tòa lạc tại vùng phía nam thành phố Thẩm Dương Từ ngoài nhìn vào đây chỉ như một ngôi nhà bình thường Nhưng đến khi vào trong Có thể thấy một phòng luyện võ rộng Gần 50 mét vuông Dưới nền nhà bằng xi măng loang lổ vết nước Không chỉ thế Ở một góc phòng luyện Còn có một cỗ máy kỳ lạ Nó tròn như một cái thùng phi lớn Ở giữa có đặt đệm ngồi Vừa đủ để một người vào trong thiền định Cái gì vậy? Trước câu hỏi của Thiên Như Vân Nano đáp Không xác định đứng bên cạnh hắn bạch trung tố gãi đầu và nói à, dù có hơi lỗi thời nhưng thứ này rất hữu dụng để thiền định cha dựng tôi đã dành rất nhiều tiền của để mua thứ đó chỉ để thiền định sao à, dạ phải một loại công cụ cũ nhưng dù vậy à, vẫn dùng tốt à đây là lần đầu tiên ngài thấy nó sao đến đây đồ măn của bạch trung tố mở lớn hắn vẫn tưởng rằng một võ sư như thiên Điêu vân sẽ không thể không biết đến thứ này bà trung tố có chút hoang mang nhưng vẫn từ từ tiến lại gần cỗ máy và ấn nút ngay lập tức đèn led gắn trên đầu cỗ máy sáng lên và cỗ máy bắt đầu hoạt động thế vậy thiên như vân không giấu nổi sự kinh ngạc của mình ngay khi cỗ máy kích hoạt năng lượng tự nhiên bắt đầu được hút vào bên trong năng lượng tự nhiên đang được tích tụ bên trong cỗ máy phải ta biết xét về dòng chảy năng lượng thiên như vân nhạy hơn nano rất nhiều thế vậy bạch trung tố nói đây chỉ là nơi để thiền định đứng ở ngoài thì vòng tuần hoàn vật chất yếu nhưng nếu ngài vào trong chắc chắn sẽ thấy công dụng đấy mục đích chính của cô máy này là hỗ trợ võ sư trong việc đả thông kinh mạch tăng cường nội lực thiên như vân gật đầu đồng tình với lời của bạch trung tố Hàn vốn cho rằng năng lượng tự nhiên ở thời đại này đã bị thuyên giảm và rằng đó là lý do vì sao các võ sư ở đây không thể đạt được cấp võ cao. Nhưng khi ấy, Hàn chưa biết đến sự tồn tại của cỗ máy này. Nano, người không có thông tin về cỗ máy này chứng tỏ người cung cấp cho ta kiến thức của một chục thời gian khác rồi. Ở chục thời gian này, cầm võ của các võ sư không thầm tệ như ở nơi mà Nano thu thập thông tin cho hắn. Thật kỳ diệu, như vậy khoảng cách sẽ được rút gọn thông qua cách này. Ngoài những suy yếu ở tương lai, thì Niu Vân vẫn không khỏi thán phục trước sự thông thái của thế hệ sau. Các võ sư đều dùng thứ này sao? Thì Niu Vân hỏi Bạch Trung Tố. À, dạ, thực ra thì cũng không hẳn. Tôi không có thông tin chính xác về việc này, nên người ta thường trả rất nhiều tiền cho những món đồ cổ có lẽ là khoảng hơn nửa số người ở Võ Lâm làm như vậy. Ngoài ra thì cũng có một vài loại thuốc bổ giá thấp hơn, cũng có thể sử dụng được. Nhưng so với giá trị thị trường thì vẫn vô cùng đắt đỏ. Ở thời đại này, có vẻ như các võ sư đặc biệt đầu tư vào việc hấp thụ nội lực. Và để làm được điều đó, bọn họ phải đi làm để kiếm tiền. Đi vào cô máy đồ sộ trong phòng, bà Trung Tố bỗng cảm thấy bản thân may mắn. Cũng nhờ có hệ thống CCTV Bọn họ lắp đặt Mà mình vẫn giữ được thứ này Một đồ vật quý giá như vậy Chắc chắn đã bị đánh trộm từ lâu Nếu không có hệ thống camera giám sát ấy Lúc này Bạch Trung Tố truyền âm cho Thiên Điêu Vân Nhưng Tại sao ngài lại muốn tới À Bài Trung Tố chưa kịp hỏi hết câu Đã ngừng bật lại Hàn bông nghĩ Nếu cục an ninh công cộng Nhiều thiết bị tối tân như vậy Chắc hẳn bọn họ có thể nghe được lời truyền âm của hắn Đang giữa dòng suy nghĩ Bạch Trung Tốt đột nhiên cảm thấy huyệt đạo của mình bị phong ấn Thình linh mất thăng bằng và ngã xuống sàn Hắn không còn có thể cử động hay nói điều gì nữa Bên cạnh hắn Thiên Như Vân chỉ lạnh lùng cúi xuống nhìn Tại sao? Ánh mắt Bạch Trung Tố run lên đầy khó hiểu Cách đó 500 mét có một ngôi nhà Bên ngoài kiến trúc hệt như những ngôi nhà khác Nhưng bên trong lại có điểm khác biệt Có khoảng 10 người đàn ông mặc quân phục ở bên trong Bọn họ đều là người của sở an ninh công cộng Ngoài ra còn có thêm ba người đàn ông mặc thường phục khác ở đó để điều khiển Một người mặc đồ xám khoanh tay trước ngực Và quay lại nhìn người đàn ông chạc tuổi tứ tuần phía sau mình và nói Đội trưởng hãy nhìn sang phòng khách kìa Nghe thế vậy Tên đội trưởng với khuôn mặt có phần chảy xệ Điên vào màn hình giám sát Bạch Trung Tố đang nằm liệt trên sàn Ở đó có chuyện gì vậy? Có vẻ hắn ta đã bị một đặc vụ đánh ngất Tôi biết rồi Không, tại sao đột nhiên hắn ta lại thành ra nông nỗi này? Phản to âm lượng lên À dạ vâng Người đàn ông ngồi phía trước hệ thống điều khiển nhấn vài nút trên bàn Giọng nói được thu lại từ hệ thống máy quay Tại phòng khách dần được tăng lên. Lúc đó, bọn họ nghe được một giọng nói trầm đục. Đừng trách ta là đội an ninh công cộng. Ba người đang nghe lén cuộc hội thoại bỗng cứng người. Có vẻ như người đàn ông trong nhà đã phát hiện ra bọn họ. Bọn họ phải ngay lập tức gửi báo cáo khẩn cấp. Dù sao thì cũng cảm ơn ngài. Nếu ngài bao cho đội an ninh công cộng, bọn họ sẽ tới và xử lý tôi. Nghe được những lời đó, Đội trưởng nhíu mày Không phải hắn ta đã bị bắt rồi sao Giờ trên những gì được ghi lại Rõ ràng rằng Chỉ có một người đột nhập vào ngôi nhà Và chủ nhà cung đã biết danh tính của hắn ta Chứng tỏ có điều bất thường ở đây Đôi lúc đó Thì Nhiều Vân tiến lại gần Và đặt bàn tay lên đan điền Của bạch trung tố rồi lầm bẩm Sớm muộn gì Người cũng sẽ chết Ta sẽ lấy thứ đó ra khỏi ngươi ngay khi nghe được câu nói này Đội trưởng bực tức đứng dậy và hét lớn Đúng là điên rồi Có vẻ như tên khôn đó Hấp thụ năng lượng từ đan điền kẻ khác Lập tức cử người tới và bắt hắn ta Thuật hấp thụ đan điền Là một loại kỹ thuật giúp võ sư hấp thụ được nội khí của người khác Đây không phải cách vận chuyển nội lực thông thường nên nó để lại không ít tác dụng phụ Mặc dù vậy Nếu sử dụng nó trong một thời gian ngắn công dụng lại rất lớn Người ở tà phái rất hay sử dụng loại võ thuật này Tuy nhiên Loại hình võ thuật này Cũng bị cấm trong giới võ lâm Nên người sử dụng chúng là vô cùng ít Trước mệnh lệnh của đội trưởng Các thành viên trong đội lập tức rút súng Và chạy tới chiếc xe tải màu đen Đôi bên ngoài ngôi nhà Chiếc xe nhanh chóng lao đi Khốn nạn Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ Đội trưởng bồn chồn lo lắng Hắn sợ rằng nếu hắn chậm chân đồn nhập sẽ chạy mất nếu danh tính của gián điệp trong tập đoàn lục đạo bị phát hiện họ sẽ gặp rắc rối lớn thế nhưng đặc vụ của bọn họ vẫn chưa biết được điều này bọn họ nhất định phải cứu được hắn ta đội cơ động nhanh chóng rời khỏi chiếc xe vừa đỗ trước cổng nhà của bạch trung tố bọn họ phá hỏng cửa trước và tản ra quanh khu vườn Một người trong số họ lôi ra một thứ gì đó từ thắt lưng bom hơi gây mê ném đi cửa sổ vỡ toang và những quả bom được ném vào trong ngay khi những quả bom chạm đất khói bắt đầu phun ra làm mờ cả ngôi nhà cùng lúc đó những thành viên được trang bị mũ bảo hiểm xông vào đội trưởng đứng bên ngoài cũng lấy ra một chiếc mặt nạ phòng khí và đeo vào rồi hắn cùng theo cả đội tiến vào bên trong đúng lúc đó những tiếng hẹt không ngừng được truyền tới tai nghe của đội trưởng hắn ta không thể giấu nổi sự bàng hoàng của mình Chuyện gì đang xảy ra thế này Bọn họ rõ ràng là đang ném bom gây mê vào trong rồi cơm mà Nếu cả đột nhập kia Hít phải khí này Đáng lẽ ra Hắn phải nằm vật ra từ lâu rồi mới phải chứ Giờ như có điểm khác lạ Tường hẹn của các sĩ quan lần lượt vang lên Khiến cho đội trưởng lo ngại Không biết nên làm gì Hắn phải nắm chắc được tình hình Hắn không muốn phải chịu chung cảnh Với những người lúc trước Mẹ nó Trước hết chúng ta phải rút lui Sĩ Anh kích hoạt Đội trưởng Người tên Sĩ Anh ngay lập tức hét lên Đột nhiên một bàn tay từ phía sau Đặt nhẹ lên đôi vai đội trưởng Khi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn Anh bắt người đội trưởng Trận trường trong sợ hãi Kệ 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 Làm sao lại Đội trưởng quay đầu lại Nhìn thấy ánh mắt băng lạnh của Thiên Như Vân Như Vân nhoẻn miệng cười Một cách đáng sợ trầm giọng nói với người kia nhìn đây cái gì để lúc đó đội trưởng mới nhận ra đây là một cái bẫy hết chương 24 chúng ta cùng nghe tiếp chương 25 trong chiếc xe buýt đang chờ những đặc vụ của sở an ninh công cộng bài trùng tô rên gì đầy khó chịu có vẻ như lượng khí mà hắn ta hít phải khi hắn ta cảm thấy khó chịu trong người khi còn ở trong phòng luyện tập Huyệt vị của Bạch Trung Tố đã bị phong bế Khi cho một lượng lớn khi gây mê từ quả bom Không thể thoát ra khỏi cơ thể hắn Và kết quả là Cả người hắn đều tê dại đi May mắn thay là thuốc giải đã được đem đến kịp thời Tuy vậy Cảm giác khó chịu vẫn không ngừng đeo bám Bạch Trung Tố Ngày ấy giấu cả chuyện đó với mình nữa à... Bạch Trung Tố tặc lưỡi Lắc đầu nghĩ thầm Đồng thời Hắn cũng không khỏi thắc mắc làm sao mà ngài ấy có thể kiểm soát máy quay giám sát và thiết bị nghe lén một cách thuần thục như vậy được. Nói về độ sắc bén và nhanh nhạy thì cũng không kém điệp viên được đào tạo chuyên nghiệp là bao. Nhờ sự nhanh trí và cách xử lý khéo léo của mình, Thiên Như Vân đã khiến cho đội cơ động của sở an ninh công cộng bị tóm gọn. Bạch Trung Tố nghĩ Thiên Như Vân hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này, bởi lẽ phản ứng của hắn rất đối tự nhiên. Bầu trời hắn nghe thấy Tiếng riêng gì đầy thảm thương Phát ra từ bên ngoài xe Bạch Trung Tố bước ra khỏi xe buýt Và nhìn xung quanh Có 12 tên sao Người đàn ông Mặc bộ đồ màu xám Đều đang cố kìm nén cơn đau Chuyển đến từ bà vai của mình Nhưng dù vậy Hàn vẫn không ngừng rên gì Thiên Như Vân rút ngón tay Đa ghim chặt trên vai người đàn ông đó Hàn đau không chịu nổi mà hét lên Thì ra Thiên Nhiệm Vân chính là người gây nên cơn đau này. Sau khi Thiên Nhiệm Vân rút tay ra khỏi bả vai của hắn, người đàn ông nhìn Thiên Nhiệm Vân với ánh mắt đầy nghiến và hét lên từng tiếng đứt đoạn. Đồ hốn! Anh nghĩ sẽ mòi được thông tin nếu dùng những hình thức tra tấn này lên bọn tôi sao? Thiên Nhiệm Vân gật đầu đưa đang trả lời câu hỏi của hắn. Có thể thấy rằng những sĩ quan này đều đã được huấn luyện đặc biệt nên cho dù Thiên Điều Vân có dùng biện pháp tra tấn mạnh bao nhiêu Cũng không thể làm khóc được bọn họ Mới sĩ quan cảnh sát trong đội cơ động Thêm hai tên điệp viên đang mặc thường phục kia nữa Tất cả 12 người bọn họ Đều đã bị Thiên Điều Vân tra tấn dã man Nhưng không ai trong số họ Hè môi nói nửa lời Tất nhiên Khi thấy bọn họ còn ngoan cố thì nhiều Vân sẽ tiếp tục dùng những biện pháp tra tấn ác liệt hơn nữa. Nếu như đây là thời đại của hắn, Thiên Niệm Vân chắc chắn đã rút bóng tay hoặc cắt từ ngón tay của bọn họ ra rồi. Nhưng hành động đó qua đỗi dã man ở đây. Nếu như thuộc hạ cũ của Thiên Niêu Vân Mà chứng kiến được cảnh tượng này Thì chắc chắn bọn họ sẽ phải thốt lên rằng Giáo chủ của chúng ta Đã trở nên nhân từ như vậy sao Chà Xem ra miệng lưỡi của người đang có vấn đề Không nói được phải không Vậy thì hãy cùng xem liệu thủ lĩnh của các người còn như vậy không nhá? tên khốn này một sĩ quan mặc đồng phục đột ngột ngã gục xuống quần áo lâm lem màu máu thế rồi thiên như vân quay đầu lại Sư quan đội trưởng với đôi má chảy xệ đang nhìn hắn với khuôn mặt tái nhợt chết thiệt tên khốn độc ác đó một nỗi nhục nhã dâng lên trong lòng sĩ quan trưởng dù đã hết sức đề cao cảnh giác như ông ta Vân rơi vào cây bẫy mà Thiên Nhiêu Vân răng ra. Lúc đó, Thiên như Vân bước đến gần ông rồi hỏi. Ta Vân Xe hỏi ngươi, như cầu tương tự như vừa rồi. Chỉ cần ngươi trả lời, ta sẽ để ngươi đi. Vừa dứt lời, ngón trò của Thiên Nhiêu Vân đã từ từ di chuyển, chạm vào bả vai phải của sĩ quan trưởng. Hơi thở của hắn trở nên gấp rút. Khốn kiếp! Các cậu đều đã phải chịu đựng điều này đến lượt tôi mà tôi không chịu được thật đáng xấu hổ thiên như vân hỏi mẹ của cẩm trung tố người đã mang bà ấy đi đâu à không tao không biết ừ, được thôi là do ngươi chọn như vậy đấy ngón tay của thiên như vân đâm xuyên qua vai phải của vị sĩ quan trưởng mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này nhưng khi cơn đau ập đến ông cũng không khỏi choáng váng Sĩ quan trưởng dường như Đã hiểu tại sao người của ông ta Lại phải khổ sở đến như vậy Thiên Như Vân mới chỉ sử dụng Một ngón tay Mà đã khiến ông ta đau như chết đi sống lại Ngay khi Thiên Như Vân Rút tay ra khỏi vai sĩ quan cảnh sát này Thì chỗ áo ở phần vai đó Đã thâm đẫm máu tươi Thiên Như Vân tiếp tục đưa tay Đến bên vai trái của ông ta Ta hỏi người một lần nữa Mẹ của cẩm trung tố Người đã mang bà ấy đi đâu Im đi Chết tiệt ờ, Tao không biết Vì đồ khốn Trước lời phản kháng của sĩ quan trưởng Ngón tay của Thiên Như Vân Lại một lần nữa Đâm sâu hơn vào bả vai ông Khiến tiếng hét càng thêm thảm thiết Thiên Như Vân vẫn trưng ra Về mặt vô cảm Hắn tiếp tục đưa tay đến phần đùi Mẹ của cầm trung tố Bà ấy đang ở đâu Sĩ quan trưởng mặt đỏ bừng lên vì đau đớn ông ta cuống quít à, đợi chút đợi chút người con định nói hay không Tiền khốn này mày nghĩ mày có thể xử lý được hậu quả của việc này không đó không phải là câu trả lời mà ta muốn nghe thì nhiều vẫn tiếp tục dồn ngón tay của mình để tra tấn ông ta thêm lần nữa Sư quan trường giận mình hét lên mày còn thời gian để tra tấn bọn tao như thế này sao thiên nhiên vân tỏ vẻ khó hiểu hắn hỏi người nói vậy là có ý gì sĩ quan trường của đội cơ động nghĩ mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của thiên nhiên vân ông nói với một giọng bình tĩnh mày đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng rồi sai lầm mày nghĩ chỉ cần phá hủy mọi camera giám sát cũng như tất cả các thiết bị liên lạc Trong căn phòng Thì sẽ không ai biết được Những gì mày đã làm sao đông như ông ta nói Cả căn phòng này là một mớ hỗn độn Một phần lớn là do Thiên Như Vân Đã gỡ bỏ toàn bộ Các thiết bị định vị và liên lạc Ông ta tin rằng Lời nói của mình có tác dụng với Thiên Như Vân Ông đã một nụ cười danh mãnh Rồi nói tiếp Mày nghĩ rằng cảnh sát bọn tao Là những người duy nhất quan sát những thiết bị an ninh này sao Ta đã nghĩ mày phải mưu mô lắm Nếu cuối cùng thì mày cũng chỉ hành động như một tên ngốc Mày đã hủy hết mọi thiết bị giám sát và liên lạc Và nghĩ sẽ không ai biết về những chuyện này sao Hả? Người của sở an ninh công cộng Có thể ập tới đây bất cứ lúc nào đấy Đúng là một trò bịp bợm <laughs> Mày nghĩ rằng tao đang đùa mày sao Thế mày có thắc mắc rằng Tại sao đồng đội của tao Không hay rằng nói nửa lời không Tại vì tất cả bọn tao Đều đang chờ quân tiếp viện đến đây Nghe thế vậy Thiên Như Vân nhìn thẳng vào mắt của ông ta Đôi mắt sĩ quan trường hơi run lên Nhưng ông đã nhanh chóng Lấy sự tự tin của mình Để che lấp đi điều đó Đúng lúc đó Bạch Trung Tố bước vào phòng khách Khi Thiên Như Vân nhìn hắn Bạch Trung Tố gật đầu Người may mắn đấy Nói rồi thì Như Vân rút ngón tay ra khỏi đùi vị sĩ quan trưởng Hắn quay người đi về phía cửa Bỏ mặc ông cũng như đồng đội của ông ta Ở lại căn phòng đó Một lúc sau Ông ta nghe thấy tiếng động cơ khởi động xe chuyển tới từ bên ngoài Chiếc xe đã rời khỏi đây Lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm Ông ta sợ mình Sẽ phải chịu đựng đôi đau xé ruột xé gan này Thêm một lần nữa Đồng thời cũng cảm thấy bản thân may mắn Vì khả năng ưng biến của ông đã phát huy tác dụng Thật may là mình đã lừa được hắn Ông ta nghĩ Sự thật là sẽ chẳng có quân tiếp viện nào Sẽ được cử tới đây Dù làm việc ở sở an ninh Nhưng tổ cơ động của bọn họ Đang bí mật hành động Vì lý do đó Mà tất cả các thiết bị và thông tin liên lạc Với trụ sở chính đã bị ngắt kết nối Và công chính bởi vậy Mà khi Thiên Như Vân tra tấn bọn họ Nhưng không một ai cung cấp Bất cứ thông tin nào Ha, ổn rồi tôi mừng vì mọi người ở đây đều an toàn mình cần phải báo lại với người đứng đầu rằng gián điệp được cài vào trong lục đạo là cái gì đầu tiên ông phát hiện ra một điều hết sức kỳ lạ ông không biết thiên như vân tin lời của ông ta bao nhiêu nhưng là ở chỗ hắn đã thả tất cả bọn họ chết tiệt hắn còn ở đây lâu hơn chút nữa thì mình rơi vào tình trạng nguy kịch mất ông ta bắt đầu cử động chân tay và cố gắng lấy mảnh kinh vơ trên sàn nhà và dùng đó để cắt sợi dây đang cho chặt chân mình. Sau khi tự cởi trói xong, sĩ quan trưởng bắt đầu giúp đỡ những thành viên khác trong đội. Sĩ quan trưởng, ngài không sao chứ? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hãy bàn lại mọi chuyện trên xe buýt. Màu cởi trói và đánh thức những người khác còn lại dậy. Nhận thấy sự vội vã của sĩ quan trưởng, những thành viên khác không dám nhiều lời mà họ nhanh chóng bắt tay vào việc và cởi trói cho những người còn lại sau đó tất cả đồng loạt quay trở về chiếc xe buýt họ khởi động xe và ngay lập tức khởi hành lúc này sĩ quan trưởng mới yên lòng và bình tĩnh kể lại những gì vừa xảy ra đặc vụ sĩ anh nói với vẻ mặt tươi cười quả thường không thể đùa được với tài diễn xuất của ngài sĩ quan trưởng ạ mấy câu nói đó cùng với nét mặt vừa rồi Chà, thật là không đùa được đâu. Tôi còn nghĩ bọn chúng thần thánh đến mức nào. Hóa ra chỉ là một lũ ngốc. Nếu hắn ta mất chọc thùng lốp xe của chúng ta, có lẽ phải mất nhiều thời gian lắm đây. <laughs> Đúng là ngốc mà. Sĩ quan trưởng ngay lập tức cau mày Ông lên tiếng phản bác. Bọn chúng không phải một lũ ngốc. Chúng đã cố tình không chọc thùng lốp xe của ta mà thôi. À, xin lỗi chúng ta đã mắc phải bẫy của hắn. Hắn ta thực sự rất xảo quyệt đấy. Ngài nói vậy là sao, sĩ quan trưởng? Hắn để cho chúng ta đi là có chủ đích. Hắn giả vờ như bị chúng ta lừa rằng tất cả những thiết bị lúc đó của ta đều đã bị vô hiệu. Lúc đầu, ông Cung nghĩ mình đã thành công lừa được Thiên Như Vân, nhưng sau đó, càng nghĩ ông lại càng thấy kỳ lạ. Hắn đã to gan đến mức dám bắt cóc người của Sở An Ninh thì không lý nào lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy được không chỉ thiên như vân mà cẩm trung tố người tham gia bớt tiệc hôm đó cũng vậy đáng lẽ hắn nên cảm thấy xúc động vì bọn họ đã từ bỏ mẹ của hắn nhưng không hắn hoàn toàn bình tĩnh vậy thì tại sao hắn cũng không thể tới được chỗ trường phòng sao không đời nào tên khốn danh mà đó lại đuổi theo ta ngay lập tức như vậy chắc hẳn hắn đã lắp sẵn một thiết bị theo dõi trong xe này rồi. Chết tiệt, Màu tìm thiết bị định vị đó ngay. Sĩ Anh hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này. Hắn rất bất ngờ khi nghe sĩ quan trưởng của mình nói vậy, nên hắn lập tức ra lệnh cho những người khác trong xe. Vị sĩ quan trưởng lắc đầu. Ngừng lại đi, bảo chúng không phải là lũ ngốc. Chúng sẽ không bao giờ gắn thiết bị định vị ở nơi dễ thấy. Trước tiên, hãy đến cửa hàng sửa chữa gần nhất. Rõ Tài xế vội vàng xác định vị trí Của một cửa hàng sửa chữa trên màn hình định vị Rồi điều chỉnh lộ trình chiếc xe Sự quan trường bấm ngón tay của mình Khuôn mặt ông tràn ngập sự lo lắng Họ phải nhanh chóng đến cửa hàng sửa chữa Thao thiết bị Và liên lạc lại với người trong đội của mình Cùng lúc đó Ở Thẩm Dương Tại văn phòng giám đốc sở an ninh công cộng Giám đốc sở an ninh công cộng Thành phố Thẩm Dương Trương Dụ Cẩm Người đang cầm bộ đàm trên tay Đang bày ra bộ mặt thất thần của mình Một giọng nói phát ra từ bộ đàm Đó là một giọng nam trầm khàn Giám đốc tôi nên làm gì đây Bọn họ đang ở cửa hàng sửa chữa Để tìm thiết bị theo dõi Và chờ chỉ thị tiếp theo Trương Dụ Cẩm nghe xong liền vút cẩm. Ông đã nhận được một báo cáo Về tình hình Và nó hoàn toàn Khác với những gì ông ta tính toán Điều này khiến cho mọi suy nghĩ của ông Trở nên phức tạp hơn bao giờ hết Lại là hắn sao Khi lệnh điều tra được đưa ra Ông không ngờ Mọi chuyện lại thành ra như thế này Ông dự cảm được sao có chuyện không hay xảy ra Nhất là khi Ông còn đang giam giữ mẹ của cẩm trung tố Để ép hắn Làm gián điệp cho mình như bây giờ Đúng là một tên khó ưa Nhìn vào bức ảnh Của Thiên Như Vân trên bàn làm việc Giống như một con trạch hắn ta đang luồn lách và đang lấy đi mọi thứ mà giám đốc sở đã mất công lên kế hoạch tỉ mỉ tôi không biết anh ta sử dụng thủ thuật gì nhưng anh đã vượt qua ranh giới mà đáng lẽ anh không bao giờ được phép vượt qua giám đốc sở an ninh công cộng suy nghĩ nếu một người như vậy bị bỏ lại sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra cuối cùng ông cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình ông đừng bộ đàm trên tay lên và nói đây là lệnh của giám đốc sở an ninh công cộng tôi yêu cầu các cậu nhanh chóng tìm rồi vô hiệu hóa các thiết bị theo dõi và ngăn bọn chúng lại cái gì ngài nói vậy là sao nếu lục đạo biết hắn là tay trong thì hắn cũng không có giá trị gì với chúng ta nữa vậy ngài quyết định sẽ loại bỏ hắn ta sao giọng của cảnh sát nghiêm trở nên nặng nề không phải ông cảm thấy hối hận hay tội lỗi khi vứt bỏ tên gián điệp đó Điều làm ông cảm thấy hối tiếc nhất Chỉ là những điều mà hắn đã làm trước đây Tất cả đều trở nên vô nghĩa Đó chẳng phải là lý do tại sao chúng ta lợi dụng hắn hay sao Tuân lệnh Tôi sẽ gửi cho các cậu vị trí sau Vì vậy hãy truyền lời tới đội trưởng Bảo cậu ta hướng dẫn mọi người đến đó Rồi tập hợp cùng đội 4 và đội 5 Và những đặc nhiệm khác nữa Rõ À phải rồi Đội kỹ thuật vừa gửi cho tôi Một số thông tin tốt đấy Tôi sẽ gửi địa chỉ đến ngay bây giờ Giám đốc Trương Dụ Cầm Bật màn hình máy tính của mình Một dòng trông giống như tần số Và những thứ như số liệu thống kê Được viết bên dưới nó Thứ mà đội kỹ thuật vừa gửi cho ông Chính là tần số Và mã kích hoạt bom MS Ông ta nhìn vào màn hình máy tính Và lầm bầm Mình chưa bao giờ ghi rằng nó sẽ được sử dụng theo cách này. Cùng lúc đó, có một chiếc xe AV đậu cách văn phòng trụ sở không xa. bên trong chiếc xe là một người đàn ông đang chăm chú lắng nghe điều gì đó qua thiết bị nghe lén. Đó là Lý Minh, đội trưởng đội cảnh sát số của tổ trọng án, người đã bị đình chỉ công tác cách đây không lâu. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng theo cách này. Giọng của giám đốc sở an ninh thành phố vọng lại qua tai nghe. Vì nghi ngờ giám đốc của mình Nên Lâm Minh đã bí mật cài sẵn một thiết bị nghe lén ở trong đó Có vẻ như hắn đã rất hoàng sợ Thiết bị nghe lén này chỉ là một loại rẻ tiền Nên hắn cũng không mong chờ gì nhiều từ nó Nhưng những gì mà hắn vừa nghe được từ đây Thì đã vượt ngoài mong đợi của hắn Khốn kiếp Rốt cuộc thì ông ta đang định làm cái quái gì chứ Hắn không thể không cảm thấy thất vọng Khi phát hiện ra mặt tối của sở an ninh những phần chìm của tàng băng nổi những thứ mà hắn chưa từng hay biết về trụ sở hắn đang nghi ngờ giám đốc sở đang che giấu điều gì đó mờ ám nhưng hắn cũng không thể nghĩ được rằng lời kết liễu cuộc đời của một ai đó lại được giám đốc sở của mình nói ra một cách dễ dàng như vậy lê minh cảm thấy lo lắng hắn dự cảm được sắp có chuyện không hay xảy ra hắn vội quay đầu xe một giờ sau tại vùng ngoại ô phía nam của thành phố Thẩm Dương, cách bức tường của một nhà máy bỏ hoang không xa. Hầu hết các nhà máy xung quanh đã bị bom phá hủy và chỉ còn duy nhất nhà máy này trông còn nguyên vẹn. Khi trời xuống bóng, nhà máy bỏ hoang tối tăm trông giống như nơi trú ngụ của ma quỷ hành những thứ ghê giận như vậy. Cánh cửa nhà máy vốn đã đóng chặt lại được ai đó mở ra. Có tiếng bước chân vọng lại là hai người đó là khi bước chân di chuyển về trung tâm Cánh cửa vừa mở ra Lại đóng lại Cùng lúc đó Toàn bộ đèn led trong nhà máy được bật lên Không gian tăm tối u ám bỗng chợt sáng bừng Chiếc đèn ở trên giữa chiếu thẳng vào người Của Thiên Điêu Vân và Bạch Trung Tố Không được cử động Các người đã bị bao vây Người trong đội cơ động cuối cùng Cũng đã lộ mặt Hơn sau 10 tay súng đứng trên tầng 2 Đang ngắm vào Thiên Điêu Vân và Bạch Trung Tố nhiều người quá Bạch Trung Tứ hoàn toàn bất ngờ Trên những chuyện đang xảy ra Hắn truyền tin đến cho Thiên Điêu Vân Bảo họ đến đây Là nhờ lần theo thiết bị định vị Đồng như trụ sở dự đoán Bọn họ không biết rằng Sẽ có người từ phía trụ sở tập kích sẵn Bên trong nhà máy Sau đó hắn nghe thấy một giọng cười đáng sợ Có ba người đàn ông xuất hiện Đi ra phía sau đội cơ động Một gương mặt quen thuộc đó chính là người đàn ông Đã bị Thiên Như Vân tra tấn cách đây ít lâu Nghiêm Đỗ Minh Bạch Trung Tố nhìn người đàn ông bên cạnh Tên đứng đầu với ánh mắt căm phẫn Người đàn ông kia bất chợt lên tiếng Cẩm Trung Tố Thật là đáng buồn Người đàn ông trung niên thấp bé Với đôi mắt đượm buồn kia Là Nghiêm Đỗ Minh một trong hai sĩ quan của đội đặc nhiệm sở an ninh công cộng thành phố thẩm dương người đã đích thân tuyển bạch trung tố làm điệp viên. Thiên Như Vân lại đang nhìn sang hướng khác. Không giống như tên khác đang cầm súng. Có một người đàn ông với mái tóc xoăn cầm trên tay một thanh kiếm màu xám. Hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào Thiên Như Vân. Người dân đầu đám người này bước tới và nói chuyện như thể hắn thấy rất khoái chí vì mục tiêu của mình đang bắt bẫy. Những tên khốn ngu ngốc, tụi bay thực sự nghĩ rằng bọn tao sẽ bị lừa bởi những trò đùa trẻ con vô nghĩa như vậy sao Nói xong Hắn ném thứ gì đó xuống sàn nhà Bà Trung Tố cong mày Đó là thiết bị theo dõi Họ đã lắp trên xe buýt Tên cầm đầu chỉ tay về phía Thiên Như Vân Hắn cười khoai chi nói <laughs> Trả lại cho tụi bay cái này Chắc nó vẫn hoạt động tốt đấy Hết chương 25 Kết thúc phần động của ngày hôm nay thiên như vân đến với thế giới tương lai hầu như mọi thứ đang nói rất là nhiều diễn qua diễn lại vẫn chưa đi đâu và đến đâu không biết rằng tiếp theo sau đây sẽ như thế nào có lẽ là thiên như vân đến với dòng thời gian này nhưng mà dòng thời gian này thì thiên ma lệnh đã bị phá hủy thiên như vân đang trên đường tìm manh mối và khôi phục lại thiên ma lệnh ở thế giới này chăng chắc là như thế thôi không biết đã có gì mới mẻ hay ho hay không, chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp vào kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.